sao nổi ký thịt ta để về kho xả đó? Kho xả. Là cái nào? Để nguyên. Thái luôn. Rồi, kho xả lấy mềm nha. Dạ. Lấy bắp luôn đi. Là nhiêu nổi ký ạ? Nửa ký 125. Lấy bắp hay là lấy rẻ hơn chút? Dạ lấy. Cái này 220 này. Mà cái đó là... 250. Mà lấy em 250 đi. Chắc luôn hả? Chắc chắn 1 miếng 500 luôn.